Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, một số nước xuất hiện biến chủng mới Omicron. Đà Nẵng đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch để thích ứng an toàn trong tình hình mới. Người dân thành phố cũng đã nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ các quy định phòng chống dịch để góp sức trong cuộc chiến với COVID-19. Dù hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn chưa trở lại không khí sôi động như trước đây, song tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, tiểu thương vẫn tuân thủ nghiêm việc giăng bạt chống giọt bắn như thế này để đảm bảo an toàn. Trước nguy cơ lây lan dịch vẫn luôn tiềm ẩn, mỗi tiểu thương đều ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Yêu cầu thì thực hiện là 5K, giãn người mua với người bán giãn cách 2m. Chấp hành theo quy định của nhà nước đưa ra nữa đó, mình chấp hành theo nữa. Họ cũng đứng ở ngoài nữa thôi, chứ còn họ không có đi vô ở trong đây được. Đứng ở ngoài nữa trong và rồi đưa ra nữa thôi. Tại các nơi công cộng, người dân vẫn không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch được ngành y tế khuyến cáo, từ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đến khai báo y tế. Giờ đây đã trở thành thói quen trong nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Tình hình dịch nó rất khó khăn, rất phức tạp, cho nên vai trò của tổ dân phố thì cũng luôn luôn vận động và thường xuyên nhắc nhở bà con đi chợ, đi đồ đâu cũng phải như là giữ khoảng cách 5K. Tôi thì không chủ quan, tôi bị khẩu trang đầy đủ với gia đình rồi đồng hoàng đi ra đường bị khẩu trang nghiêm chỉnh, có tấm chấp hành của nhà nước. Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, luôn cần sự đồng lòng, ý thức trách nhiệm của người dân. Đây là điều kiện cần để các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng dịch.